Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ hai 8 tháng 3 nha quý vị. Cái bonsai đầu tiên hôm nay là bonsai số 46 nha quý vị. Hai cây giấy Mỹ, hai cái rễ giấy Mỹ ghép cẩm thạch nha quý vị. 250 bao ship toàn quốc nha. Anh nào quen thì ship code lạ chuyển tiền trước nha quý vị. 250 là bao ship toàn quốc luôn nha. Đang ra bông mà nha quý vị. Đó. Cẩm thạch nha. Này tôi cũng còn được có một cặp này, một cặp nữa. Không có anh nào dặn quay quên mất tiêu rồi. Rồi đây tôi cầm lên tay luôn nha nè, ngón tay tôi đây nè. Đó. Nhìn thấy chưa? Đó tỷ lệ nha. Đó. Chai trà xanh không độ kế bên. Còn đây là cái dáng nó đổ xuống vậy ha. Mua về kiếm cái ông tượng La Hán gì đó, trăm mấy ngàn ông đó trồng nó vô là nó đẹp ngay. Rồi 250 nha quý vị, kết thúc luôn.